ví dụ lên đây này phải không? Xong họ lấy nước từ cái bình phía dưới này nè, họ đem ra cho những người khác đang còn phía ngoài, chỉ có giáo sĩ và đền được thôi mà. Cái phần trên thì tiếng Phạn gọi là nói đi, thì nói thì sai, sửa chứ đi học chứ phải đi làm đâu sợ sai. Nè đi làm nói bậy khách nó may mắn. Phần thiệt, phần lịch phần trên thì tiếng Phạn gọi là phần dưới Johnny. Johnny em linh gà đó em, không phải vào tới gì tích trăm mới có linh gà. Linh gà là một cái biểu tượng để thể hiện khát vọng sinh sôi nảy nở của người làm lúa nước nói chung chứ không phải riêng với người theo Hindu. Ra Bắc Việt cũng gặp linh gà em. Nó thì một cách dễ lắm. Nếu em đi trên một cánh đồng Ninh Bình á, em thấy một cái núi đá vôi mà người ta khai thác hết rồi, người ta không dám làm hết, người ta để lại một ngọn chót vót ở dưới, người ta thắp hương ở dưới, người ta cầu điều gì em? Cầu cho được mua, cầu về gia súc, tất cả đó là linh gà chứ còn cái gì nữa.